Thế sơ dữ dội đấy. Chào tất cả anh em nhá. Hôm nay mình sẽ làm một clip là đi làm phóc các bạn ạ. Đã súng phóc đấy, em theo dõi nhé. Mọi người bây giờ mình sẽ xuống cái búi bươm kia. Đây là búi bươm này. Mình sẽ chọn một cái cành nó đẹp nhất để làm phóc. Bươm này. Đây có một búi bươm các bạn. Mà mấy cành là được phóc thì cao quá. Khả năng mà chuyển sang búi khác. Rồi mình sẽ đi xuống búi bươm đằng dưới này. Dưới này chắc là có nhiều cái đẹp để làm phóc. Đây, lên búi bươm. Rậm rạp quá. Lên búi trên. Đi mấy búi các bạn ạ, nhưng mà mình thấy có cây này rất là đẹp các bạn. Đây. Cây này nó thẳng mà nó thon các bạn. Mình sẽ chặt cây này. Cái này của mình bây giờ mình sẽ cắt và cắt đến đoạn này, lấy đoạn thẳng này để mình tí mình làm phóc các bạn. Mình đóng xong bên này sẽ lại cho quả đây để khai mở ép vào đây thôi, cái nén để nó tạo ra cái nổ. Đây các bạn ạ.
để cho cái chuôi nó vào. Bật cân làm sao cho cái đũa này, cái chuôi này này thì nó thụt tầm này, tại vì khi mà mình đẩy cho cái đạn vào trong này, đẩy sang bên này thì nó còn dư một đoạn này thì đũa đến đây thôi, chứ còn mình làm dài qua đây thì là nó không có cái nén sang bên này thì nó không nổ được. Giờ mình đi lấy quả vé các bạn ạ. Quả vé dùng để làm đạn để bắn của cái phóc á. Trên này là cái vé. Đây cái vé, quả như này các bạn. Quả nó dần tròn. Đây không ạ? Quả này nó tròn tròn này mà đút vào phóc ấy, nó dễ. Cây cũng cao phết đi. Của mé các bạn ạ, vé hay là mé gì đó mình cũng không thuộc tên lắm. Thằng loại này là bắn phóc rất là nổ to. À, giờ mình về đây, về để test xem là nó độ nổ của nó to. Giờ cái loại của mé này mình test thử các bạn nhé. Đây đây quả này các
có mé, nó có vé đấy. Mình cũng không thuộc tên như ngày xưa, thời trẻ trâu là hay chơi. Cái khẩu nổ to phết. Trò chơi dân gian để ép thành tiếng nổ đó các bạn ạ, chứ không nó không có tác dụng gì về bắn bị thương bị chết gì các bạn. Cái phốc ấy mục đích để tạo thành trò chơi vang cái tiếng nổ thôi. Chỉ là mấy quả này ép hơi. Vì tiếng nổ ở ngoài cái này nó không nổ đanh như súng đâu, nó chỉ nổ bình thường thôi đấy, tiếng nổ đấy các bạn ạ. Thế sơ dữ dội đấy. Để bắn đi. Ôi.